Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị các bạn một số những cái thao tác cơ bản của những cái mục tiêu tiếp thị khác, được chưa? Thì ở đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái mục tiêu là lưu lượng truy cập. Lưu lượng truy cập tức là gì? Tức là mình sẽ tăng truy cập vào website hoặc một cái đường link hoặc một cái landing page nào đó để mà mình lấy dữ liệu khách hàng ở trên fanpage đó hay là trên cái đường link đó để mình chốt đơn hàng trên đó. Thế thì để chạy lưu lượng truy cập thì chúng ta cũng sẽ chọn tiếp tục, nhưng chúng ta bắt buộc phải có website, được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ chọn lưu lượng truy cập đến từ cái nguồn nào? Từ trang web, từ ứng dụng, từ Messenger và từ WhatsApp, đúng không? Thế thì mình đang muốn như vậy là mình sẽ đưa về web của mình, đưa về web của mình. Ở đây thì nó cũng có tính năng phân bổ nội dung động. Nếu mà mình bật lên thì mình cũng có thể sử dụng cái tính năng này. Thế nhưng mà mình cũng có thể tắt hoặc là mình có thể bật các ưu đãi lên. Đấy, mình tạo ra các ưu đãi của mình. Hoặc là không thì mình tắt đi, làm bình thường thôi. Trong phần này mình cũng sẽ chọn đối tượng, chọn tỉnh thành, chọn tuổi tác, chọn giới tính, chọn ngôn ngữ và chọn nhắm mục tiêu chi tiết. Đúng không ạ? Kết nối fanpage, những người thích trang hoặc loại trừ những người thích trang. Vị trí quảng cáo thì chúng ta cũng là vị trí tự động hoặc là vị trí chỉnh sửa nếu mà chúng ta muốn. Các bạn nhìn thấy chưa ạ? Vâng, rất nhiều vị trí. Nó không khác gì cái phần trước đây tôi đã hướng dẫn cho các bạn trong cái phần tương tác với bài viết, đúng không? Nhưng vì là tôi đã hướng dẫn rồi nên là trong video bài học này thì tôi không hướng dẫn nữa, tôi hướng dẫn đơn giản thôi. Thấy chưa ạ? Vâng, lúc này thì phần ngân sách và lịch chạy thì chúng ta thấy có sự khác nhau. Đấy là tối ưu hóa cho phân phối quảng cáo thì là số lượt click vào liên kết, số lượt xem trang đích hoặc là số người tiếp cận khách hàng ngày và số lượt hiển thị. Thì chúng ta sẽ chọn là số lượt click và liên kết cho nó tiện, đúng không? Ngân sách chúng ta có thể để 100, 200, 300, 1 triệu, 2 triệu gì đó thì chúng ta chọn. Đấy, thời điểm tính phí thì chúng ta tính lượt hiển thị hoặc là tính click thì chúng ta có thể chọn click. Rồi, lúc này xong phần asset tức là phần nhận diện thì chúng ta cũng chọn đến cái fanpage thì chúng ta muốn. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ chọn là cái fanpage là PA Marketing của tôi. Rồi ạ, cái tài khoản Instagram là Phan Anh Online của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn định dạng của quảng cáo. Trong phần tương tác trước đây không cần phải chọn định dạng bởi vì cái bài quảng cáo nó chính nằm ở trên fanpage rồi. Còn đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta phải tạo ra định dạng quảng cáo. Và sau đó thì người ta click vào quảng cáo ở trên fanpage thì nó chạy về website. Nó có 4 cái định dạng như thế này. Một là quảng cáo quay vòng, một hình ảnh hoặc một video và dạng bộ sưu tập hoặc là dạng trải nghiệm tức thì. Đấy, thì nếu mà ví dụ như chúng ta chọn trải nghiệm tức thì chúng ta sẽ chọn các biểu mẫu ở đây. Cái biểu mẫu nó rất là đẹp như thế này. Đó, tiếng Anh nó gọi là canvas đấy. Các bạn có thể thêm các hình ảnh, video, đường link rất là đẹp, đúng không ạ? Hình ảnh của mình, video của mình, còn đây là mẫu nó có cho chúng ta thôi. Chúng ta sửa, chúng ta thao tác vào thêm, kết hợp giữa trải nghiệm tức thì với những cái loại hình quảng cáo như thế này. Rất là hay. Ok. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy các nội dung quảng cáo như xoay vòng đây, các bạn nhìn thấy ở đây. Chỗ này là các hình ảnh. Thì chúng ta sẽ chọn các hình ảnh chúng ta muốn chạy, đúng không ạ? Vâng, ví dụ thôi, chúng ta làm cho nó nhanh. Vâng, đây là những cái hình mà không đủ tiêu chuẩn thì nó sẽ có cái biểu tượng như thế kia. Có thể là do ảnh bé, đúng không ạ? Vâng. Thì ứng với mỗi một bức ảnh, nó sẽ là một cái đường link, nó sẽ là một cái tiêu đề. Ví dụ như là khóa học Facebook Marketing, đúng không ạ? Pro 4.0. Đấy, chúng ta viết mô tả học từ chuyên gia hàng đầu Việt Nam, ví dụ thế, được chưa? Thì cái hình tiếp theo chúng ta cũng có thể chọn. Đấy, thì ta bấm vào số 2 tương tự như thế. Chúng ta có thể chọn là tối đa là 10 bức hình. Rồi chúng ta sẽ chọn tiếp. Rồi đây, ví dụ một cái tấm hình như thế này. Hoặc là chúng ta sẽ up lên. Ở đây là chúng ta đang chọn trong kho có sẵn.
Thì đây là ảnh số 1 đây, đây là ảnh số 2. Nó sẽ next next đúng không ạ? Nó sẽ next next. Thế trong ảnh số 2 này chúng ta cũng viết đúng không ạ? Mua một lần học trọn đời. Đấy, kiểu như thế. Rồi chúng ta cũng viết mô tả ra. Sắp sửa đến tiếp tục. Đúng không ạ? Vâng, chúng tôi nhìn thấy một lỗi thiếu trải nghiệm tức thì. Thì mình không chạy thì mình tắt trải nghiệm tức thì đi thôi. Rồi, thì bây giờ nó sẽ đòi cái đường link URL trang web. URL trang web tức là bây giờ ví dụ bạn bấm vào cái hình mà có ông Phan Anh đang ngồi cái siêu xe này thì nó sẽ chạy về link website nhá. Đấy. Ví dụ như là pa marketing.vn, nếu bạn muốn chạy về trang chủ hoặc là bạn muốn chạy về một cái khóa học Facebook nào đó thì ví dụ như là Facebook marketing toàn diện này, pa marketing.vn, ok enter. Đấy, nó sẽ ra một cái đường link. Thì sau đó bạn có thể copy cái đường link này. Đấy, đây là trang chủ nếu bạn đưa vào. À, hoặc không thì đây là cái đường link bạn đưa vào. Thì khi người ta nhìn thấy cái quảng cáo như này trên Facebook, người ta sẽ nhấp vào. À, thì cái quảng cáo mà ta gọi là lưu lượng truy cập ở đây thì nó khác gì so với cái quảng cáo tương tác? Thì nó khác, thứ nhất là nó phải có đường link. Và đường link này thì chúng ta đã phải hoàn thiện rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã phải trông nó phải ngon lành cành đào. Đấy, người ta đi vào người ta phải muốn chốt đơn ngay. À, đấy, thông tin form biểu mẫu là phải có. Được chưa ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm đến liên quan đến cái hình ảnh chúng ta lựa chọn ở đây. Nó phải là cái hình ảnh mà rất là xuất sắc, đại diện. Sau đó chúng ta phải viết các cái phần text script đây để mô tả. Được chưa ạ? Và trong phần nhắm chọn thì các bạn cũng nhắm chọn tương tự như vậy. Các bạn cũng có thể chạy cái tính năng phân bổ nội dung động hoặc là ưu đãi nếu bạn muốn thì bạn làm thêm. Còn nếu mà các bạn không muốn thì các bạn có thể tắt đi. Đấy. Thì nếu mà các bạn chọn như vậy thì chỗ này chúng ta thấy là nó sẽ có rất nhiều các cái văn bản khác nữa thì sẽ chúng ta phải làm thêm. Còn nếu mà không chúng ta muốn đơn giản thì chúng ta tắt nó đi. Thì trong phần này thì chúng ta sẽ không phải làm nữa. Vâng, vừa rồi nó đã refresh rồi đúng không ạ? Cái này làm hơi mất công một chút. Đến đây thì các bạn cũng sẽ chạy bấm chọn xác nhận và chạy quảng cáo. Thế thì khi nào thì chúng ta nên chạy quảng cáo truy cập, đúng không? Thì các bạn thấy rằng là khi mà các bạn muốn khách hàng vào website của mình để đọc thêm các thông tin trước khi ra quyết định mua, đấy, thì chúng ta nên làm, hoặc là những cái sản phẩm có giá trị cao một chút, ví dụ như là khoảng 1-2 triệu đồng trở lên, thì các bạn nên chạy về truy cập về web. Và quan điểm là trên web này này là mình phải có đầy đủ các thông tin. Mình phải có đầy đủ các thông tin một cách rất là chi tiết, rất là cầu kỳ, rất là kỹ lưỡng để cho người ta vào người ta nhìn thấy. Rồi thì các cái form đăng ký đấy, và những cái cách thức để các bạn lấy được dữ liệu của khách hàng, thì cái phần đấy người ta gọi là tối ưu trang đích, thì các bạn cần phải để ý một chút nhá. Thế còn về thao tác thì chỉ cần như vậy thôi, không quá khó. Các bạn viết các content, mỗi một cái đường link như thế này, mỗi bức ảnh này sẽ độc lập với nhau và có thể đại diện cho một sản phẩm. Ví dụ như là 10 bức ảnh, bạn có thể có 10 đường link khác nhau hoặc là một đường link tùy bạn, được chưa ạ? Ok, thì tôi vừa hướng dẫn các bạn một các cái thao tác cơ bản để các bạn chạy quảng cáo cái mục tiêu tiếp thị là lưu lượng truy cập vào website, được chưa ạ?
Và để làm như này thì các bạn chỉ cần có thêm website là đủ, và các cái hình ảnh các bạn chuẩn bị sẵn để các bạn tạo chiến dịch quảng cáo cho mình. Và nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì, các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chúc các anh chị và các bạn thành công. Xin cảm ơn.